Thưa ngài thẩm phán, cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm thấy hung khí và có kết quả xét nghiệm, chính thức xin trình lên làm vật chứng mới của bên tố. Ngoài ra, còn có một nữ lao công của Thiên Đế Tấn Đình có liên quan đến việc tìm thấy hung khí, cũng xin được liệt vào danh sách nhân chứng bên tố. Bổn tọa hiểu rằng cảnh sát cần thời gian điều tra, chấp nhận đơn trình của bên tố. Bị cáo nên biết rằng tính quan trọng của hung khí đến vụ án sẽ hiểu cho quyết định của bổn tòa, phải không? Dạ phải, tôi hiểu. Như vậy có phải sẽ gây bất lợi cho thằng Kim không? Phải xem lá bài của họ là gì mới biết. Yên tâm, Kim sẽ ứng phó được mà. Căn cứ kết quả xét nghiệm, hình dạng của hung khí so với vết thương chí mạng trên hộp sọ của nạn nhân là trùng khớp. Ở trên hung khí có một kẽ nứt nhỏ, tìm thấy một vài giọt máu đã khô. Báo cáo xét nghiệm cho thấy nó thuộc về nạn nhân. Có thể xác định đây chính là hung khí giết người. Chị Lan, cô nhặt được hung khí này vào lúc nào và nhặt ở đâu? Trong một thùng rác lớn của trạm đổ rác. Lúc nào hả? Đại khái vào khoảng 8:15-20 cỡ đó. Hàng đêm sau khi đổ xong rác của các nhà để về trạm đổ rác, khoảng hơn 8 giờ nhất định phải làm xong việc mới nghỉ. Sau đó mới có thời gian rảnh để soạn đồ. Cô đang nói soạn đồ là ý gì? Những người sống ở đó đều là người giàu sang. Mỗi túi rác đều có thể là đồ xịn. Nhiều khi những gì họ không cần và đem bỏ vẫn còn rất mới. Nếu chở ra khu tập kết rác thật thì uổng lắm, nên tôi sẽ nhặt về bán. Tôi không có làm bậy đâu, sếp tôi cho phép lấy. Lúc cô phát hiện hung khí giết người này đã vô cùng sạch sẽ, không nhìn thấy vết máu. Nếu thế tôi đâu dám đem về đâu. Tôi nhớ nó được gói trong một chiếc khăn ăn. Chiếc khăn ăn cũng còn rất mới. Sau khi cảnh sát điều tra, tối hôm đó Adam Khu lúc 7:55 thật sự có lên sân thượng. Nhưng mà 8:03, cậu ấy đã trở xuống sảnh tiệc ở lầu 1, chụp hình tập thể với mọi người. Trước sau chỉ mất hết 8 phút. Khoảng cách giữa phòng tiệc với trạm đổ rác đại khái cách khoảng 550m. Với tốc độ di chuyển của một người trưởng thành bình thường, nếu tính với cự ly 5km phải cần mất 7 phút. Bị cáo đưa ra cách nói Adam Khu có thể mới chính là hung thủ thật sự. Nhưng chỉ riêng khoảng cách đi lại để dứt hung khí đã phải cần khoảng thời gian 14 phút. Thử hỏi Adam Khu, làm sao có thể trong vòng 8 phút ngắn ngủi hoàn thành việc giết người, xử lý hiện trường, thủ tiêu hung khí, sau đó quay lại chụp hình tập thể như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy bị cáo nói rằng Adam Khu có thể mới chính là hung thủ thật sự, tuyệt đối không thể thành lập. Nhưng mà từ phòng tiệc đến bãi đậu xe của khách chắc chắn sẽ đi ngang trạm đổ rác. Và đây là cung đường bị cáo nhất định phải đi qua để lấy xe. Từ sảnh phòng tiệc câu lạc bộ đi đến bãi đậu xe cần khoảng 10 phút đi bộ. Như lời bị cáo nói, từ bãi đậu xe quay trở về câu lạc bộ, rồi quay ngược lại bãi đậu xe tổng cộng mất hết 30 phút. Bị cáo từ đầu tới cuối luôn nói hôm đó gấp gáp đi bệnh viện gặp bạn gái. Nhưng mà từ lúc cậu ấy bắt đầu rời khỏi câu lạc bộ tới thời điểm cậu ấy ra khỏi cổng chính tòa nhà mất tổng cộng 41 phút. Tất cả ở giữa dư ra tổng cộng 11 phút. Bị cáo nói quay trở lại sân thượng câu lạc bộ tìm chìa khóa xe, sau đó xảy ra xung đột với nạn nhân và có ẩu đả. Nghe ra cậu ấy có vẻ rất thành thật, nhưng thật ra cậu ấy chỉ thành thật được một nửa. Trong 11 phút này, ngoài việc ẩu đả với nạn nhân, cậu ấy còn giết chết nạn nhân, sau đó xử lý, đồng thời thủ tiêu hung khí, cuối cùng trở lại bãi đậu xe, lái xe rời khỏi. Tôi xin nhấn mạnh, từ câu lạc bộ ra bãi đậu xe chắc chắn đi ngang trạm đổ rác, và tại đó sẵn tay dứt bỏ hung khí rồi lái xe rời khỏi, tuyệt đối là có khả năng này. Cho nên thưa ngài thẩm phán, các bồi thẩm đoàn, tôi phải nói rõ, bị cáo vẫn là hung thủ giết người có động cơ rõ ràng và đáng nghi ngờ nhất. Chắc cậu không còn chiêu trò gì nữa chứ? Vẫn chưa có xong đâu. Thưa bộ thẩm đoàn, bởi vì có manh mối mới, vừa rồi tôi đã xin phép thẩm phán bổ sung một nhân chứng, nhân viên kỹ thuật của Thiên Đế Tấn Đình ra tòa làm chứng. Nhân chứng, tại sao ông dùng điện thoại chụp lại bức ảnh như vậy? Nhắc tới là tôi bực mình. Hôm đó trước khi tan ca thì nhận được lệnh là lối đi bộ ở cổng trạm đổ rác có một chỗ bị lõm vào, phải lấy xi măng trét lại cho bằng. Nên tôi làm nhanh nhanh để cho xong, sau đó vô nhà vệ sinh. Ai về quay lại nhìn thấy vị trí đó có một dấu giày đạp lên, tôi mới chụp hình lại để báo cáo cho sếp của tôi.
Nói là hôm sau đi làm mới làm lại được. Vậy tối hôm đó ông bắt đầu làm từ lúc mấy giờ? Sau đó mấy giờ làm xong rồi đi nhà vệ sinh? Lúc mới làm thì chắc chắn là 7:30, bởi vì lúc đó sếp gọi. Còn đi vệ sinh thì thiếu chút nữa 8 giờ. Vậy có phải lúc đầu ông cho rằng dấu giày thuộc về chị Lan không? Phải. Lúc quay lại nhìn thấy chỗ trét xi măng có dấu giày, lại thấy chị Lan đã quay lại trạm đổ rác, mới nghĩ là cô ấy đạp vào. Ai dè không phải. Tại sao cuối cùng lại khẳng định không phải là cô ấy? Tôi thấy đế giày chị Lan không có vết xi măng. Sau đó tôi nhìn kỹ lại con đường, phát hiện giày vết giày không hoàn chỉnh, có dấu vết từng đạp vào xi măng đi ra hướng cổng ra công viên. Cảm ơn ông. Tấm ảnh dấu giày này tôi đã giao cho giáo sư vật lý học phân tích. Trước khi đưa ra kết luận, tôi sẽ đưa ra thông tin tôi đi sai giày số 9 UK, cân nặng 70kg. Căn cứ kết luận của chuyên gia dựa vào kích cỡ dấu giày, theo độ sâu dấu giày để lại, dấu giày này đến từ một người. Người này mang giày size 6 UK và cân nặng không quá 55kg là phái nữ. Và người này rất có khả năng chính là người thủ tiêu hung khí. Xung đột giữa bị cáo và nạn nhân cho thấy tích tụ sự bất mãn. Khi gặp nạn nhân đang ở đó một mình, đang phê thuốc, không có năng lực phản kháng, máy quay an ninh bị hỏng. Và lúc này, quá thực là một cơ hội tốt để hành hung. Báo cáo pháp y đã xác định nạn nhân đã bị giết chết trong tình trạng không phản kháng. Bị cáo đưa ra bản báo cáo rất yếu về căn cứ, đã muốn chuyển hướng nghi vấn sang cho một người phụ nữ. Mỗi một luận điểm được đưa ra trên đây thấy được từ động cơ đến hành động và xử lý là một quá trình cho việc giết người. Bị cáo là có âm mưu giết hại nạn nhân. Bên tôi nói rằng tôi có động cơ giết người, đơn giản chỉ vì một câu nói của tôi. Nếu có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Anh phải gặp báo ứng nhanh thôi. Tôi thật sự rất muốn hỏi bồi thẩm đoàn, có ai khi tức giận không nói những lời như vậy không? Và bên tôi chỉ đơn giản dựa vào hành động. Tôi lên sân thượng bằng thang bộ, ứng lên sân thượng đã nhận định tôi vì không muốn bị phát hiện lên sân thượng giết người. Vì sự thật lúc đó tôi đang rất đồn nóng, muốn tìm đường tắt lên sân thượng, tìm chìa khóa xe hơi, bởi vì tôi phải tới bệnh viện gấp tìm bạn gái của tôi. Bây giờ TK đã ở sân thượng hút ma túy một mình và đã phê thuốc rồi, cũng nhất định phải lấy được chiếc điện thoại đi thao bộ cho chắc. Nếu tối hôm đó tôi thật sự có ý định dọn hiện trường, tôi hỏi một người lái xe rời khỏi đó, sao không đem theo cả hung khí rồi mới giết bỏ, vậy thì cảnh sát sẽ mãi mãi không có cơ hội tìm được hung khí. Bên tố vẫn luôn nhấn mạnh tôi có âm mưu sẵn giết hại nạn nhân. Nếu thật là vậy, tối hôm đó máy quay an ninh bị hư, chỉ cần tôi không chịu thừa nhận với Lê Sơn Thượng, không chịu thừa nhận đã từng ẩu đả với nạn nhân, tôi hoàn toàn không bị đặt vào diện tình nghi. Tôi tin không có sự phạm tội hoàn hảo. Tôi chỉ tin rằng hung thủ thật sự chắc chắn đây là dấu vết. Vì vậy tôi chọn cách thành thật. Xin lỗi thưa ngài thẩm phán. Mời bị cáo tiếp tục. Tổng quan lý do truy tố lần này của bên tố chỉ có bằng chứng hoàn cảnh, nhưng dù là nhân chứng hay độ đáng tin cậy của vật chứng cũng có điểm khiến người ta nghi ngờ. Ngay cả điều mà bên tố luôn chắc chắn rằng lúc xảy ra án mạng tôi là người duy nhất có mặt trên sân thượng, vì tố cáo quan trọng như vậy cũng là sai, mà còn là bản thân tôi tìm được nhân chứng vật chứng. Tôi thật sự mong ngài thẩm phán, các vị bộ thẩm đoàn phán tôi tội danh mưu sát không thành lập.